Dạ, chào chị Sông. Mình biết chị qua cái đêm nhạc Sĩ Dự, Ý Lan với Trần Thu Hà ở tiệm em. Thì em biết chị là một người tổ chức show bác sĩ qua lại, nhưng mà em không ngờ là chị biết về nhiều loại trà như là vậy. Mỗi lần chị đến thì chị cũng lúc nào chị cũng cần một, Bình even trà. buổi tối chị cũng muốn một ấm trà, một ly trà nóng để uống mà trà xanh. Thì em hỏi chị liên quan cái gì, tại sao chị thích trà giống như em, tại vì em là người nhà hàng, em mê trà, em có liên quan với tiệm thì em về trà. Còn em hỏi chị là công việc của chị nó liên quan với trà là sao chị? Thì Song Ngân rất là cảm ơn Phượng đã hỏi Song Ngân một câu hỏi mà Song Ngân cũng rất là ấp ủ để mà trình bày với quý vị. Thì Phượng vừa mới nói đó, Song Ngân là một người bác sĩ. Thì Song Ngân là một người bác sĩ tốt nghiệp năm 24 tuổi, là cách đây cũng là rất là lâu rồi, 3-40 năm rồi. Và từ đó đến nay là Song Ngân vẫn hành nghề chăm sóc cho bệnh nhân. Có nghĩa là một người bác sĩ từ Việt Nam sang Mỹ. Thì Song Ngân sang Mỹ vào cuối năm 1993. Thì một người bác sĩ từ Việt Nam sang Mỹ thì không có được hành nghề lại liền như là những người bác sĩ ở một số các nước khác, như là ở Caribbean hoặc là ở Mexico, tức là ở bên Mỹ đó. Hiện tại bây giờ mấy năm vừa qua thì luật của Mỹ đã cho phép những người bác sĩ từ Mexico, họ được là bác sĩ là tốt nghiệp ở Mexico, khi mà họ sang Mỹ đó thì họ được hành nghề liền. Phượng thấy lạ không? Họ được hành nghề liền và được công nhận cái bằng cấp của họ liền, không cần qua học một cái trường lớp nào hết, là vì lý do là rất là thiếu những người bác sĩ mà có thể nói tiếng tiếng Mỹ đó. Còn người Việt Nam của mình đó thì chúng ta là người Thiểu số. yêu gọi là người Việt Nam mình, thì tất cả những gia đình mình đều mong muốn con cái mình học giỏi thành đạt bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ. Thành ra người Việt Nam mình là bác sĩ rất là nhiều. Dạ Đâm vâng. ra cái nhu cầu mà có một người bác sĩ Việt Nam nói tiếng Việt á, nó không có nhiều bằng cái nhu cầu của một người bác sĩ Mỹ mà nói tiếng Mỹ. Thành ra nói đúng ra đó, thì Song Ngân luôn luôn nghĩ rằng mình là người bác sĩ tốt nghiệp ở Việt Nam và hành nghề 5 năm với cái nghề là sản phụ khoa. Thì mình qua Mỹ thì cũng như các bạn khác thì mình vẫn là bác sĩ thôi. Chứ không có thể nào mình ngày xưa mình là bác sĩ mà bây giờ mình không phải là gì hết. Phải có chia sẻ. Đúng rồi. Thì thành ra đó là Song Ngân, nhưng mà 30 năm qua Song Ngân ở Mỹ thì Song Ngân đi học lại từ đầu hết. Vô trường Community College đi học lại từ đầu hết. Và trong khoảng 5-6 năm vừa qua thì Song Ngân đã bắt đầu hành nghề lại với cái bằng cấp là một người family nurse practitioner, cũng như là một người là bác sĩ gia đình, cũng tương tự như vậy đó. Thì đâm ra là Song Ngân sống trong cái nghề này rất là nhiều. Và trở lại câu hỏi tại sao là thích trà trà xanh, là vì là một người bác sĩ thì Song Ngân biết rất rõ cái công dụng tốt của trà xanh trên sức khỏe của chúng ta. Thành ra là thôi bây giờ để nhường lời lại cho Phượng nói tiếp về trà xanh. Nhưng mà sẵn đây Song Ngân cũng muốn giới thiệu với quý vị, Song Ngân vừa khai trương một cái clinic gọi là Urgent Care và Primary Care, tức là những cái chỗ mà quý vị khi mà tối lửa tắt đèn đó, sau 5-6 giờ chiều các phòng mạch đóng cửa hết, mà lỡ có ai bị đau bụng hay là nhức đầu hay là buồn nôn hay là tiêu chảy chẳng hạn, mà không muốn đi vô nhà thương, tại vô đó là xếp hàng 3-4 tiếng là bình thường, mà cần có một cái sự giúp đỡ về y tế đó, thì đó là cái clinic của Song Ngân mở cửa để mà chào đón quý vị những cái giờ sau giờ làm việc như vậy. Thì chúng tôi có bác sĩ, chúng tôi có nurse practitioner và chúng tôi có y tá, chúng tôi có thể truyền nước biển tại chỗ, tại phòng mạch. Thì dĩ nhiên Song Ngân là một người hành nghề 3-40 năm ở trong nghề rồi. Mặc dù xuất hiện với quý vị là chỉ có văn nghệ với ca hát thôi, nhưng mà cái nghề chính của Song Ngân á là nghề về y tế. Thì bây giờ Phượng ơi, trà xanh dưới con mắt của một bà chủ cô hàng trà xanh, thì Phượng dĩ nhiên là đã học hỏi nghiên cứu rất là nhiều về trà xanh. Thì Ngân muốn Phượng chia sẻ những cái điều Phượng đã học hỏi trong nhiều năm qua trước, rồi Song Ngân sẽ đọc những cái nghiên cứu khoa học về trà xanh nó có công dụng gì đến sức khỏe của chúng ta. Dạ, thường thường nếu nói về trà thì trà cũng như là một cây trà thôi. Nhưng mà người ta process, người ta làm ra thì nó ra trà đen, trà xanh, trà này, trà trà trắng. Thì trà xanh á, là một trong những yếu tố mà rất là tốt.
mình có thể nó công dụng như là giảm cân, đàn bà gái ai cũng muốn đẹp, giảm cân, trà xanh, rồi cho làm cho trí nhớ mình nó rất là minh mẫn. Một lần, nhiều lần em làm việc mà em cần như là hồi xưa em xây cái tiệm, em cần thức qua đêm hay là gì, thì em lúc nào cũng uống u lông. Em rất là thích u lông tea. Thì trà xanh nó có nhiều loại, nhưng cũng là lá trà xanh mà nó process cũng khoảng không có để phơi khô lâu. Rồi họ có thể thà làm thành trà jasmine thì họ ướp với bông lài, hoa lài. Còn họ làm u lông thì họ rang, phơi khô và họ tẩm cái mùi thơm, có thể mùi mùi xanh, thường thường trà của Đài Loan thì họ ít tẩm mùi, có multi, jay, oolong, có nhiều loại lắm. Thì mỗi cái nó, trà nào nó cũng có cái công dụng của, công dụng là tốt hết á. Tại vì trà từ hồi xưa đó là thuốc, là đồ ăn, rồi từ từ sau này họ mới thành là trà, đủ loại trà hết á. Thì có trà đen, trà xanh, trà trắng, trà bông, trà trái cây. Nên á, em nghĩ á, chị thích trà, và hồi nãy giờ mình làm trà xanh có bát trà xanh đây nè, bát trà xanh này với bông sen, bát trà sen chứ, bát trà sen với bông, với trà xanh, em cho nhìn chị hấp dẫn uống. Quá wow, đúng là bà chị. Chủ cô hàng trà xanh rất là professional nghe quý vị. Phượng vừa chế một cái cho xong mình một cái bát bát trà xanh, trà đây, xanh chị. Mà thì thật sự là trà sen thì Phượng nè, Phượng để vô cho xong lên một cái miếng lá sen. Dạ, vâng. Đây là hoa sen thật đó quý vị. Dạ. Hoa sen thật và người ta phơi khô từ Hà Nội, cái gốc uống trà của người Việt Nam đúng không? Dạ. Thì bây giờ xong ngân nhấp thử nha. Dạ. Rồi xong ngân sẽ cho Phượng biết là dạ, vâng, cái hương vị nó như thế nào. Trước khi uống trà thì chúng ta cũng như là trước khi uống rượu vang, chúng ta có phải nghe một cái mùi vị nó chút xíu phải không Phượng? Dạ vâng. Chúng ta đưa lên mũi và ngửi cái mùi chút xíu. Mùi trà thật ra mà nói đó, mũi Song Ngân thì khổ lắm, bị dị ứng suốt năm, nó bị nghẹt mũi, nhưng mà cái trà nó vẫn thơm đến nỗi mà Song Ngân bị nghẹt mũi nhưng mà vẫn nghe cái mùi đó quý vị. Một cái mùi này đó, một cái mùi giống như là một cái mùi nó gọi là herbal, tức là một cái mùi cây cỏ thôi. Nó rất là thanh và nó rất là tiếng Mỹ gọi là plain, tức là nó rất là đơn giản. Và nó thanh. Đó, cái mùi thì rất là dễ chịu. Thường thường mình uống trà là mình ngửi ngửi trước rồi sau mình uống. Đó, ngửi ngửi trước. Rồi mình coi cái cổ họng mình nó có ngọt, cái vị trà nó thấm vô. Rồi mình đó, từ đó mình ra. Dạ. Quý vị thấy là Song Ngân vừa nhấp một chút xíu trà chè sen. Và phải nói là nó thơm thơm dịu dịu. Và cái vị, cái taste của nó trong cái lưỡi của mình đó, cái taste cũng rất là dễ chịu, nó dịu dịu, nó dịu dàng và nó nhẹ nhàng lắm. Nó rất là plain, nó rất là thanh cảnh, nó không có cái gì mà quá đậm đặc, nó không có cái gì mà too much trong đó hết trơn á. Đúng là người Việt Nam mình có câu đó, ở trong đầm gì đẹp bằng sen, mà lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Quý vị mà đi về Việt Nam, về Đồng Tháp 10 phải không Phượng? Dạ, thì vào cái mùa sen đó là mình thấy những cái cánh đồng sen nó bạc ngàn luôn. Dạ. Và hoa sen nó màu hồng nó nở bạc ngàn. Và nó mọc ở trong bùn. Thành ra là cái hoa sen là cái hoa là rất là đẹp, nhưng mà lại mọc ở trên từ bùn mà đi ra. Thành ra nó tượng trưng cho cái vẻ đẹp của tâm hồn của người Việt Nam của chúng ta. Cho nên dù là hoa sen nó nở từ trong bùn ra nhưng mà nó vẫn rất là xinh đẹp. Dạ. Thì không ngờ cái chén trà chè sen nó cũng như vậy đó Phượng. Chị biết nó rất là công phu, họ làm bằng tay. Từ lá sen rồi mở ra phơi khô rồi nhét từng một cánh sen bao nhiêu trà, một cánh sen bao nhiêu trà, làm một bóng trà rất là công phu chị. Dạ vâng, làm bằng tay. Thì với quý vị thấy đó là quý vị muốn được thưởng thức một cái hương vị chè sen giống như Song Ngân đang thưởng thức nhấp nhấp ở đây, nó thú vị lắm quý vị. Thì quý vị sẽ đến tiệm cà phê té. Té tức là T-E rồi có dấu sắc. Tiếng Tây nó là trà. Tiếng mọi người... Spanish chị. Tiếng Spanish hả? Dạ, tiếng Spanish nó là trà. Dạ vâng. Và có nhiều người thì những bà con mà yêu trà của chúng ta đó hay đến uống cà phê và hay đùa là cà phê té, tới đó là chắc gặp bà chủ đẹp quá cho nên sẽ bị té. Cà phê uống té nhưng mà thật sự đó là cà phê.
cà phê trà, đúng không Phượng? Dạ vâng. Cà phê và trà chứ không phải là cà phê và té. Thành dạ, ra... vâng. Bây giờ em chị uống thử, bây giờ em cho chị gọi là mình gọi là cupping á chị, thử bốn loại trà khác nhau. Một hai loại trà xanh, tại vì chị thích trà xanh nên em mang tới cho chị hai loại trà xanh, một loại trà đen và một loại trà herbal. Rồi. Là trà cúc. Bây giờ rất là hấp dẫn, rất là thú vị và Song Ngân rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện về trà xanh giữa Song Ngân và Bích Phượng, cô hàng trà xanh ngày hôm nay. Và quý vị vẫn trở lại với chương trình Cuộc Sống Muôn Màu vào tuần sau nhé. Thì Song Ngân và Bích Phượng sẽ trở lại với một cái đề tài thêm nhiều loại trà nữa, tiếp tục cái đề tài ngày hôm nay. Song Ngân rất cảm ơn quý vị luôn luôn ủng hộ Song Ngân và Cuộc Sống Muôn Màu của đài Lý Đô Sài Gòn TV.